thưa quý vị cũng vào thời điểm này một năm về trước khi mà các bệnh đầu tiên xuất hiện ở vũ hán trung quốc thì hầu như chưa ai biết để có thể hình dung nổi chỉ vài tháng sau virus corona chủng mới đã lan khắp toàn cầu và khiến cho cả thế giới phải đương đầu với đại dịch việt nam của chúng ta đã đi một nước cờ khác biệt đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chủ động áp dụng giải pháp hành chính và chuyên môn về y tế để thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch những ngày chống dịch cam go và rất nhiều thách thức, Việt Nam đã đẩy lùi được dịch bệnh và chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế, vừa không chủ quan trong việc phòng chống dịch. Người đứng đầu chính phủ và ngành y tế cũng đã từng nói rằng năm 2020 là một năm nhiều biến động và chưa có tiền lệ trong lịch sử. Và ngày hôm nay ngày cuối cùng của năm cũ, trong chuyện tối nay chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhìn lại năm 2020 với những gì mà Việt Nam đã trải qua và những hy vọng của năm mới sắp tới. Chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời của chương trình là bác sĩ Trần Văn Phúc, bệnh viện Đa khoa Saygon Hà Nội. Vâng, xin chào khán giả của kênh truyền hình VTC 14. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. À, chỉ còn ít giờ nữa chúng ta sẽ cùng chào đón năm mới 2021. À, điều đầu tiên mà Thùy Dương muốn hỏi bác sĩ Phúc là với cá nhân anh năm vừa qua anh có những cái biến chuyển như thế nào? À, có thể nói rằng cái đại dịch Covid là một cái cuộc khủng hoảng toàn cầu và nó tác động tới tất cả mọi quốc gia cũng như mọi cá nhân đều bị ảnh hưởng. Thế thì cá nhân tôi cũng là một trong những các cái người ở nhất là lại làm trong ngành y tế thì sẽ cảm nhận rất sâu sắc về cái khủng hoảng của năm 2020. Cụ thể là về cá nhân tôi đứng về mặt công việc Thì năm 2020 đứng về mặt chuyên môn thông thường Thì cái xu hướng bệnh nhân cũng giảm đi Bởi vì phần nào người dân chúng ta đã ý thức được cái phòng chống bệnh tật Do vậy là cái số bệnh nhân đến bệnh viện khám Nhìn chung ý đi rất nhiều Nhưng mà ngược lại cũng nằm trong một cái khủng hoảng Mà ảnh hưởng đến chính ngành y tế chúng tôi cũng khủng hoảng Đó là gì? Đó là những các cái nguồn thu nhập của chúng tôi mà cụ thể là tự chủ bệnh viện. Bây giờ trong các cái tự chủ bệnh viện thì các bệnh viện cũng sẽ rất khó khăn về mặt kinh tế. Do vậy chúng tôi cũng ảnh hưởng ít nhiều. À, điều thứ hai đó là trong cái khủng hoảng của bệnh tật như vậy thì tôi cũng có được một cái may mắn đóng góp là tôi đã rất tích cực viết những các cái bài viết mà đăng tải trên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Tôi viết tổng số đến giờ phút này là hơn trăm bài với số lượng là đến mấy chục nghìn từ. mấy mấy chục vạn từ thế do vậy là các cái phương tiện thông tin đại chúng sau khi mà truyền tải thì đấy cũng là một cái nguồn thông tin mà giúp cho những các cái người dân có được những cái kiến thức về bệnh tật để phòng bệnh được tốt hơn thì đấy là cái mà về cá nhân tôi xin chia sẻ trong năm 2020 vâng rõ ràng là năm 2020 quả là một năm đáng nhớ không chỉ với cá nhân bác sĩ phúc mà còn rất nhiều người dân trên toàn xã hội nữa như chúng ta được biết năm vừa qua cũng là một năm mà nền y tế Việt Nam có rất là nhiều cái sự biến động có những thứ mà chúng ta nghĩ rằng là chưa từng xảy ra trên tiền lệ và điển hình đó chính là dịch bệnh covid 19 với những gì mà chúng ta nhìn thấy trải qua thì đã nói lên được tất cả cá nhân anh hoạt động trong ngành y tế thì có năm nào mà anh cảm thấy đặc biệt như năm nay hay không À, có thể nói rằng là năm 2020 là một năm rất đặc biệt à, chúng ta nhìn thấy như thế này à, cái một một cái điều mà chúng ta nhìn thấy rất rõ đó là tổng thống Mỹ Donald trump ông đã phải tuyên bố với thế giới rằng ông ấy đeo khẩu trang đấy là cái điều rất đặc biệt đối với thế giới phương tây và một tổng thống Mỹ một cường quốc như vậy bảo vệ tổng thống ở một cái mức nghiêm ngặt nhất mà cuối cùng ông cũng bị ốm bị nhiễm bệnh điều đó chứng tỏ rằng bệnh tật không trừ một ai và nếu như chúng ta chỉ cần sơ sẩy một chút thì chúng ta sẽ phải trả cái giá rất đắt. Và cũng cái năm 2020 này đứng về mặt cộng đồng, đứng về mặt con người thì tôi thấy rằng đây là cái thời điểm mà tất cả chúng ta đặt trái tim mình ở trong lồng ngực và chúng ta nhìn về cùng một hướng và chia sẻ với nhau những cái tình cảm, tâm tư và cảm xúc. Đứng về mặt xã hội nói chung thì năm 2020 tôi có thể ví nó giống như một cái tấm gương chiếu hậu Để chúng ta nhìn vào đó chúng ta thấy rằng trong quá khứ chúng ta đã tác động vào thế giới tự nhiên như thế nào Để đến bây giờ chúng ta đang phải gánh chịu cái hậu quả Và từ đó chúng ta sẽ rút ra được cái bài học trực tức trong tương lai vâng. à, à. Trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 thì có rất nhiều những quốc gia à, hiện nay đại dịch vẫn đang hoành hành rất là dữ dội và để lại những cái tổn thất rất là nặng nề và quay trở lại với Việt Nam của chúng ta thì trong cuộc chiến này cho đến thời điểm này thì chúng ta cũng đã bình tâm và cuộc sống đã trở lại bình thường mới không như những quốc gia khác tạm thời chúng ta vẫn nói rằng là chúng ta đã vượt lên và đã tạm thời là chiến thắng ạ vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là tại sao mà chúng ta lại chiến thắng mà trong khi đó rất nhiều nước họ có những cái tiềm lực về tài chính kinh tế quốc gia rất là tốt À, đầu tiên tôi muốn nói về cái kết quả phòng chống dịch của Việt Nam. À, chúng ta thấy rằng hôm nay là đêm cuối năm và đêm giao thừa và ngày mai năm mới. Tôi tin chắc rằng những cái thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn rồi thì các cái tỉnh khác sẽ có rất đông những cái người mà đến các cái trung tâm vui chơi giải trí để mà vui chơi. Hay như gần đây nhất đó là ngày lễ Noel, Việt Nam cũng tổ chức một cái ngày lễ mà phải nói thế giới rất ngạc nhiên hay hơn, hơn nữa đó là hai cái trận bóng đá giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 chúng ta có chật kín khán giả đến sân đấy chính là cái thành quả mà cả thế giới phải ghi nhận và phải ngạc nhiên trong cái điều kiện Việt Nam mà chúng ta phòng chống dịch giá rẻ và chúng ta làm được thế thì tại sao chúng ta làm được như thế thì ở đây trong các ngành y tế của Việt Nam đã có một cái chiến lược đi rất đúng đó là gì đó là ngăn chặn dịch từ xa và phát hiện những các cái ca bệnh sau đó truy vết và tiếp theo nữa là khoanh vùng và cuối cùng là cách ly sau đó thì là điều trị chúng ta đi theo từng các cái bước rất cẩn thận nhưng mà nếu chỉ có một mình ngành y tế không thôi thì sẽ không bao giờ làm được thế do vậy chính phủ đã có một cái bước đi rất đúng đó là phát động một cuộc chiến tranh toàn dân chỉ khi nào mà thiên tai dịch bệnh và địch họa thì lúc đó cần phải phát động một cái cuộc chiến toàn dân và tất cả mọi người nắm tay nhau đi dưới một con đường và đi dưới một cái chỉ hướng thì lúc đó chúng ta mới chiến thắng được thế và ở đây tôi muốn nói rằng khi mà chúng ta phát động một cái cuộc chiến tranh như vậy thì tôi chỉ cần nói rằng nếu chúng ta chỉ tuyên dương mỗi ngành y không thôi thì đấy điều đó là không đúng tôi cho rằng là cái không rất là lớn. Đó là gì? Đó là những các cái người chiến sĩ công an, đó là quân đội, đó là dân quân tự vệ, đó là chính những các cái người dân đã đồng lòng cùng với ngành y tế để chúng ta làm nên nên cái chiến thắng đó và với một cái cách thức phòng chống dịch giá rẻ nhưng chúng ta lại thu được cái hiệu quả cao rất nhất. Rất là lớn. Vâng. lớn. Cá nhân này thì anh có cái kỳ vọng và nhìn nhận như thế nào về năm 2021? À, năm 2021 thì tôi cho rằng là năm sẽ khó khăn hơn năm 2020 bởi vì sao bởi vì đang có những các cái chủng virus mà nó gọi là siêu lây nhiễm đến giờ phút này thì đã có hơn 50 quốc gia nhiễm cái chủng virus đó do vậy Việt Nam chúng ta đang có tứ bề virus có khả năng xâm nhập do vậy là đây là một cái năm mà 21 tôi cho rằng năm rất khó khăn mặc dù vaccine là cái điều mà chúng ta hy vọng nhưng mà cái hy vọng về vaccine không phải rằng đó là cái lá bùa để chúng ta giải quyết được dịch bệnh. Bởi vì tôi chỉ lấy ví dụ như để giải quyết được vấn đề dịch thì ít nhất chúng ta phải tiêm tới 70% dân số thế giới thì mới giải phóng được giải vậy. quyết được dịch. Trong khi đó nếu nhân lên thì khoảng 14 tỷ liều vaccine. 14 tỷ liều vaccine như vậy nhưng mà các cái quốc gia giàu có trong 10 quốc gia tôi đếm tổng số thì người ta đã đặt mua 9 tỷ rưỡi. Thế do vậy là vaccine không đến với chúng ta thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cái phương án phòng chống dịch như năm 2020 thì chúng ta mới thành công được. Vâng, nói tóm lại là năm 2021 chúng ta vẫn dùng thêm một cụm từ đó là không chủ quan. Vâng. đúng không ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Trần Văn Phúc. Và thưa quý vị, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.